Ở Việt Nam có một vài nhà mạng như Viettel, Mobi, Vina, Vietnam Mobile. Và các bạn thường đăng ký các gói cung cấp lưu lượng truy cập mạng 3G, 4G, sắp tới còn là 5G nữa. Khi đăng ký gói 1G, chẳng được bao nhiêu thì tin nhắn đã báo về, dung lượng của bạn đã hết. Chắc cũng giống mình gào lên, 1G được bao nhiêu mê mà nhanh hết vậy nhỉ? Và rất là a cay, nhất là đang học tiếng Nhật qua phim nữa thì đúng là ối giời ơi. GB và MB đều là bội số của đơn vị gọi là byte. GB là gigabyte, còn MB là megabyte. Các byte là một đơn vị kỹ thuật số được dùng để mã hóa một ký tự văn bản trong máy tính. Nói một cách dễ hiểu thì gigabyte và mobile banking là đơn vị để biểu thị dung lượng bộ nhớ, RAM, ổ cứng, thẻ nhớ, 3G, 4G của các thiết bị như điện thoại, máy tính, giúp bạn biết thiết bị đó có khả năng chứa nhiều hay ít dữ liệu. Theo hệ thống đơn vị thế giới thì 1GB bằng 1024MB. Ví dụ để tải và xem được một tấm ảnh dung lượng 2MB thì với 1GB bạn sẽ xem được hơn 500 tấm ảnh. Vậy nên nếu bạn đăng ký 1GB thì để sử dụng lâu nhất bạn nên sử dụng mạng một cách tiết kiệm. Bật chế độ tiết kiệm dung lượng ở tất cả các mạng xã hội và chỉ cập nhật ứng dụng, phần mềm khi đã kết nối được Wi-Fi. Đây là bảng đơn vị đo lường bạn tham khảo thêm nhé. Hữu ích nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký, bình luận bên dưới trao đổi cùng mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.